Bài 1 của chúng ta đó là chúng ta học về bảng chữ cái ở trong tiếng Nga đấy. Bài 1, bài 2 là bảng chữ cái trong tiếng Nga. Thì bảng chữ cái trong tiếng Nga nó thực chất nó rất đơn giản. Bảng chữ cái trong tiếng Nga nó gồm có 33 chữ cái, thế nhưng mà trong đó thì có 10 nguyên âm. Trong 10 nguyên âm thì có 6 nguyên âm là nói rất giống tiếng Việt, tức là những nguyên âm hiện nay em đang nhìn thấy trên màn hình. Đó là các nguyên âm A, O, U, E, I, Ư đấy. Đó. Như vậy là Dung ở Nga bao nhiêu lâu rồi? Em mới học tiếng Nga. Em mới học tiếng Nga hả? Chứ em Dạ. chứ, chứ em chưa đi Nga bao giờ à? Đi Dạ Nga. chưa thầy ạ. Chưa đi Nga bao giờ hả? Đấy. Bắt đầu học tiếng Nga học được cái gì rồi? Em chưa học được gì đấy thầy ạ. Chưa học được gì hả? Chưa học được gì? Dạ. Thế là mới bắt đầu học tiếng Nga thì mục tiêu để làm cái gì vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút về các nguyên âm. Các nguyên âm trong tiếng Nga thì trước hết chúng ta xem đây có 6 nguyên âm này. Đấy, 6 nguyên âm. Em nhìn thấy nguyên âm thứ nhất là nguyên âm gì nào? À. Giống nguyên âm A trong tiếng Việt đấy. Đọc đúng như thế luôn. Nguyên âm thứ hai nào? Ô ạ. Ồ, đấy, nguyên âm thứ ba nào? Biết phát âm âm này chưa nào? Là chữ U ạ. U đấy, chữ này là chữ U đấy. Đó, nguyên âm này là gì nào? Là chữ E ạ. E, E, E E. đấy. Nguyên âm tiếp theo là gì nào? Y. Y, Y đấy. Và nguyên âm cuối cùng là Ư, Ư ạ. Ư đấy. Đó. Như vậy là các nguyên âm này nó giống hệt nguyên âm trong tiếng Việt, cho nên là chả có gì khó cả đấy. Thì giáo thường nói với em là gì, tiếng Nga dễ mà, cực kỳ dễ luôn ấy. Đấy. Đó. Đấy. Thầy giáo ngày xưa cũng tự học tiếng Nga chứ. Trước khi thầy giáo đi học là tự học tiếng Nga chứ. Học tiếng Nga nói tốt rồi mới đi học mà. Đấy. Tất nhiên là đi học sau này thì nó cho mình cái hệ thống tốt thôi. Thế còn thì các em tự học thì bây giờ thầy giáo khuyến khích em tự học. Đấy. Thế còn em là thích học với thầy thì có thể học với thầy. Học một khóa này, học hai khóa để lấy cái nền tảng cơ bản, sau sau đó cứ tự học thôi. Đấy. Đó. Đấy. Thường là truyền cảm hứng cho các em là nên tự học. Học thì tự học cái gì, nó sẽ có nhiều thời gian hơn đấy. Đó, chủ động với thời gian hơn. Tiếp theo nào, sau khi học được 6 chữ cái rồi, chúng ta sẽ học xem 3 chữ cái. Đây là gì nào? Chữ cái Chữ này là M đấy. M với A đọc là gì? Mà, mạ đúng không? M với O đọc là gì? mạ Mô, mô đúng không? Đơn giản mà đấy, ghép vần như thế đấy. Bây giờ chỉ có cái này nó hơi khác tiếng Việt một chút này. Đó là chữ cái. Giống như chữ pờ trong tiếng Việt ấy đấy, nhưng nó không có âm thanh. Nó giống cái âm ở trong tiếng Anh đấy, đúng không nào? Đấy, chỉ có điều cái âm ở trong tiếng Anh thế là cái âm nó rất là sâu ở trong cổ. Thế còn cái âm pờ trong tiếng tiếng Nga nó giống âm trong tiếng Việt, như chúng ta nói quả pin, sapa đấy, sapa pa pa đấy. Đó. Chúng ta nói rồi, pờ với a đọc là gì nào? Ba Pờ với ba ô đọc gì nào? Pô, cô pô đấy. Thế vậy dễ mà đấy. Đó. Tiếp theo có âm b, b, b đấy, b. Âm b đó là âm âm hữu thanh đấy. Chúng ta có âm vô thanh, không có âm thanh, và âm b, b. Khi chúng ta nói hai âm này thấy nó giống nhau này, b, môi để vào vị trí giống nhau đấy, nén hơi lại xong bật này, b đấy, giống nhau. Vì vậy nó mới ghép thành một cặp, đúng không? Đấy. Nó ghép thành một cặp này bởi vì sao? Vị trí phát âm của môi, răng, lưỡi giống nhau khi tạo ra những âm này. Chỉ có điều một âm thì có âm thanh là âm b, và một âm không có âm thanh là âm p. Thế vậy thì đây nó gọi là cặp phụ âm vô thanh hữu thanh. Ở trong tiếng Nga nó có 6 cặp như vậy. 6 cặp thì thành có bao nhiêu chữ cái? là 12. 12, đúng rồi đấy. Mỗi cặp có 2 thì như vậy là thành 12. Như vậy là gì? Trong 12 chữ cái nó sẽ có 6 cặp, có 6 âm có âm thanh và 6 âm không có âm thanh, và chúng có một cái đặc điểm là vị trí phát âm của chúng giống nhau. Đấy, cho nên là gì, các bạn Việt Nam khi phát âm âm pờ âm bờ hay lẫn lộn linh tinh cả đấy. Người nói là ba pa bà, người nói ba bà, giống nhau đấy. Đó. Bây giờ kiểm tra xem em nói có đúng không nhé. Em nói từ này nào. Pờ, pờ với a đọc gì nào? Ba pa. Ba Đấy. Nói từ này nào. Ba bà. ba ba Tuyệt vời quá đấy.
Đó, như vậy em phân biệt được hai âm b và âm p đấy. Nhiều em không phân biệt được đâu. À, nói nghe nó nghe có vẻ là ngạc nhiên, thế nhưng mà nhiều em nói pa pa thì thành thành ba bà, hoặc là ba bà thì nói thành pa pa đấy. Đó. À, bởi vì sao? Là chúng có cái vị trí phát âm giống nhau, cho nên là cái không phân biệt được. Điều thứ hai nữa, tại sao người ta ghép chúng thành cặp? Bởi vì là phụ âm hữu thanh b khi đứng ở cuối từ bị đọc thành phụ âm là phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp của nó đấy. Có nghĩa là gì? Mỗi một cái cặp phụ âm đó một có một cái phụ âm hữu thanh. Nếu như cái phụ âm hữu thanh đó đứng cuối từ thì nó bị đọc thành phụ âm vô thanh. Đó, đó là nguyên tắc phát âm ở trong tiếng Nga đấy. Đó, ở đây có từ club. Không đọc club b, đọc club. Club. Đấy. À thì như vậy chúng ta đã học xong 9 chữ cái rồi đấy. 1 phần 3 bảng chữ cái rồi. Trong tiếng Nga có 33 chữ cái mà chúng ta học xong 1 phần 3 rồi, đúng không? Đấy. À chúng ta có từ nào? Đọc nào. Mama. Mama. Papa. Papa. Baba. Papa. Mười. Mười. Ư. M. Ư. Mư. Mư. Đọc nào. Mười. Mười. Đọc đi. Mười. Mười. Đúng rồi. Đấy. Đó. Tác vụt. À thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ba cái chữ mà nó có hai âm tiết này nhé. Chữ này, cái từ này có một âm tiết đúng không? Một âm tiết. Một âm tiết là gì? Có một nguyên âm. À thế ba cái chữ này có ba cái chữ này nó có hai âm tiết xếp vào với nhau này. Má mà pá pa ba bà đấy. Em nghe thấy thầy giáo nói rõ không? Dạ có. À rõ đúng không? Đấy. À thì em thấy là gì nào? Cái âm mà có hai âm tiết này này, có một âm nó nặng. Đọc dài ra. Ma. Đấy cũng vậy. Pa. Đấy cũng vậy đấy. Ba. Được không? À thế hóa ra là gì nào? Trong tiếng Nga nếu mà một từ có từ hai âm tiết trở lên thì sẽ có một âm tiết được đọc rất mạnh và kéo dài. Thế còn âm tiết còn lại thì đọc rất nhẹ. Đấy. Đó. Em đọc thử nào. Ma mà. Mama. Pa pa. Ba. Pa pa. Ba. Ba. Ba ba. Ba. Ba ba. Đấy. À đó. Mama là gì nào? Là mẹ. Papa là bố. Đấy. Ba là ba đúng không nào? Đấy. À đó, chúng ta sẽ xem tiếp. À ba phụ âm nữa nào. À chúng ta sẽ có ba phụ âm tiếp theo. À đó. À ba phụ âm này đó là gì nào? Đó là phụ âm n n n đấy. N. À giống chữ n trong tiếng Việt ấy. Cái điều nó viết là gì? Viết là giống chữ h ở trong tiếng Việt đấy. Đúng không? À, đó. À thế bây giờ chữ n mà đi với a đọc là gì? Na. Na. N với ô. No. No đấy. No đúng không nào? N với u đọc là gì? No. No đấy. N với ư đọc là gì nào? Nữ. Có nghe thấy không? Dạ có, thầy nghe thấy em nói không ạ? Không, không nghe thấy. Cứ như là em không nói đấy. À, Dạ, tá. em chắc mic. À đấy đó. À ngày mai khẩn trương thử một cái tai nghe nhé. Khrasho đấy. Dạ. À đã khrasho. À na no nu nư gì nào? Nhỉ đấy. Na no nu nư nhỉ. À chữ này chúng ta sẽ đọc là n với i, không đọc là ni, đọc là nhỉ 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 đấy. À em đọc lại nào. Na no nu nư nhỉ. Nó không nghe thấy đấy, không nghe thấy em nói là tác. À khá à em có nói là được rồi đấy. Đó em có nói là được rồi. Tác vụt. Thế như vậy em nghe cách thầy giáo đọc và sẽ chỉnh cái giọng của mình đấy. Đây là đọc là nhi 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 này đấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao như vậy? Bởi vì cái nguyên âm y này này, nguyên âm y khi đi với n thì nó sẽ làm mềm hóa ba cái phụ âm này, làm mềm hóa ba phụ âm này đấy. Đó. Tại sao người ta xếp chúng với nhau? Bởi vì nó bị y làm mềm hóa, rất giống nhau. Nhi, n y đọc là nhi. Đấy. Bây giờ tờ đi với a đọc là gì nào? Ta. Ta Tô. tô Tu. tu Tư. tư Tư đấy. tư Chi, tư đây là đọc là chi. 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 im Tờ vi không đọc là ti, đọc là chi. Chi.
chỉ đấy, хорошо. À chúng ta bây giờ có âm đ, 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 âm này là âm đ. Âm đ là âm hữu thanh đúng không nào? À âm th là âm vô thanh. À đ đi a đọc là gì nào? Da, đa, do, đô, du, đu, d. đi. À đi đ đi với i chúng ta sẽ đọc là g. Gì? G. Gì? J, j, j. À có âm j. À đây là một cái âm ở trong tiếng Anh đấy. Âm trong tiếng Anh này. À đúng không? À âm này người ta đọc là âm j, j. À đọc là g, em đọc thử nào. G. Gì? G, j, j, j đấy. À cố gắng nói thử cái từ j. À chúng ta có từ à chúng ta có cái ghen rửa tay ấy. À có biết cái ghen rửa tay không? Ghen mà sát khuẩn ấy đấy, ghen sát khuẩn tiếng Anh biết là gì nào, tiếng Anh ghen sát khuẩn là gì nào? Gel. À gel, gel đọc là gel đấy, em đọc nào, gel, Gel. gel đó, cái chính Gel. chính là cái âm giờ đó đấy, gel. À cái âm đờ đó tương tự đây chúng ta sẽ đọc Gel. g, g, Gel. g, gel, Gel. g, g Gel. đấy, g. À đó g đó là cái âm âm j, âm j tức là nó là cái âm đờ mềm đấy, âm đờ khi đi với i này nó bị mềm hóa thành âm j, gel, g, Đúng. gel, g đấy. À đó, à chúng ta đọc lại nào, à chúng ta đọc lại ba âm này nào, à em đọc nhé, em đọc nhé nào. Dạ. À chúng ta sẽ đọc lại tạ nhi Nhi. chi chi Nhi. g, Nhi. g, g. À khá là sốc. Trong quá trình em đã phát hiện được ra cái âm đó rồi và em sẽ phải luyện đấy, luyện để nói cho nó nhuần nhuyễn. Cái âm giờ đó nó hơi nổ một chút đấy, giật 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 đấy, giật. À chúng ta nói giật giật giật. À bây giờ người ta có từ nào, nốt tả, Nốt ta trong âm rơi vào đâu nào, ô đấy, nốt tả, panno, panno, panel panno, panno là một bức tranh panel đấy, panno. À tiếp theo là đồm, đốt đồm, đồm đồm. Tiếp theo là đồm đườm, đêm đườm, đườm là khói đấy. đêm Tiếp theo là tôn, à tôn tôn, nè à tôn, tôn à tôn, à tôn, là đó là một tấn đấy, một tấn. À còn đây là có cân, một tấn đấy, tấn. Đọc lại là nốt tả, Nốt ta panno, Pan nộ đồm, Đồm đườm, Tim tôn, à Tôn nè à хорошо. À thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là chúng ta đã học xong thêm được ba chữ cái nữa là 9 chữ cái rồi đấy. Xem tiếp nào, xem tiếp. 9 rồi bây giờ chị 12 chữ cái rồi chứ, 9 rồi, nó lấy 9 rồi, bây giờ 3 là 12, 12 12 sẽ là 14 này, đây sẽ là 14 chữ cái này đấy. Đó chúng ta đi dấu đây, còn chúng tôi quên nhé, 14 chữ cái là gần được một nửa chương trình rồi đấy, gần được một nửa bảng chữ cái của chúng ta rồi. À đây chúng ta có hai chữ cái gì nào, chữ cái này giống chữ cái fr trong tiếng Việt đấy đúng không, có phải vậy không đấy, phật Dạ. phật phật đấy đấy. À nhưng mà nó đọc nó không âm thanh, nó đọc là à đúng không, Vâng. à đó nó đọc là à chúng ta bỏ cái này đi cho nó khỏi rối mắt đấy, đó bất tạc vật, đọc là à đó. Thế và chữ cái thứ hai đó là âm v, v, v đấy, v, v, à đó, Vâng. v, đã v, Vâng. à đó. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là hai phụ âm, phụ âm v, v là phụ âm hữu thanh, là phụ âm vô thanh đấy đó. Tác vột, thế bây giờ người ta sẽ cùng nhau xem những cái chữ cái này, những cái âm này đấy, âm và âm v, nó hoàn toàn không bị tác động của cái âm i này, tức là gì, nó không bị mềm hóa cứng hóa gì cả đấy, cho nên viết sao nó vẫn đọc vậy thôi đấy. Chúng ta đọc nào, phá, Ba phố, vô phú, Tu phư, Vư phi, Vì và vô, Vô vú,
vư Ừ. vi Y. đấy. À dễ mà. À thế bây giờ thử thử tự đọc nào, chữ này nào. Vata. Đúng rồi, va tả, trọng âm rơi vào va tả đấy. Thế nào ta? Có điều là gì, chúng ta đọc cái trọng âm nhưng nó nhấn mạnh một chút đấy, va tả đấy. À nếu mà từ mà chúng ta không nhấn trọng âm thì người Nga sẽ không hiểu chúng ta đâu đấy. Tiếp theo nào, vi Vino. vino, Vino. vino đấy, Vino. vino đúng là đấy. Tiếp theo nào, phật Sa ta, pa. phật ta, Sa phật ta, phật ta là cái khăn voan cô dâu đấy, khăn voan. pa. À đó, khăn voan cô dâu. Và cô dâu là nevesta, Nevesta. nevesta, nevesta là cô dâu, nevesta đấy, nevesta. À đó, chúng ta có từ là phụnt, Phun. phụnt, phụnt. Phun. À đó, cái đồng bảng của anh đấy, phụnt đấy. À phone, Phun. phone, phone là phông. Phun. À chúng ta hay có phông dạp đám cưới đấy, chính cái từ đó, cái từ phông trong tiếng Việt nó xuất phát từ cái từ này ra đấy, phone, phone đấy, phone. Đọc lại nào, vát tả, Phun. vát Vata. tả, vát tả là cái cục bông đấy, vát tả. Vata. Vino, vino, Vino. phát tả, phát Phát ta. tả. Phun, phun, phone Phun. đà, từ này là gọi Phun. phone đấy. Phun. À đó, như vậy em đã học được 14 chữ cái rồi. Đọc tiếp nào, đọc tiếp đấy. Đó, học theo kiểu này chúng ta sẽ học rất là nhanh và chúng ta sẽ nhớ đấy. Thế còn nếu mà dạy em theo kiểu A B V G D thì tí chúng ta quên luôn đấy. Đó. À thế như vậy chúng ta đã học đến đây là chúng ta được mấy cái đôi phụ âm vô thanh hữu thanh rồi, được ba rồi đấy. À có nhớ không nào? Đấy. À chúng ta có được ba rồi. À cặp thứ nhất là gì nào? Cặp thứ nhất là b đấy. Cặp thứ hai Hai là đ đ đấy. Cặp thứ ba đấy. Bây giờ cặp thứ tư nào, cặp thứ tư đó là cặp vừa g g. Hôm nay chúng ta sẽ học ít nha, phải được 5 cặp trở lên đấy. Đó, số g g g đấy, g g. À g, à g. Đó là phụ âm ca của mình ấy đấy. À ca, ví dụ nhưng mà trong tiếng Việt mình thì ví dụ có từ kêu, kêu đấy, à, thì người ta dùng cái từ này đấy, à, kêu đấy. Đấy nhưng mà có trong tiếng Việt thì thực chất ra nó có ba cái âm cờ lá cờ chẳng hạn. À, à, âm thứ hai là âm tổ quốc, quốc cũng là cờ đấy. À, âm thứ ba là kêu đấy. À, đấy. À đó thì cũng là cái âm cờ này đấy. À rất là ngộ đúng không nào? À, tiếng Việt mình người ta cải tiến mãi chả được, cuối cùng đành để như vậy. Tác vụt. Thế như vậy trong âm âm trong tiếng Nga chỉ có một cái âm k, k đấy. Đó. À, và cái âm âm k là âm vô thanh, âm hữu thanh của nó là g g g. À đó, rất là bất ngờ là âm g và âm k lại là một cặp đấy. Đó. G g g à g đấy, g. À thế hóa ra là thì gì, em để ý thấy phát âm âm g và âm c khá giống nhau, chỉ có điều là âm g thì nó không nổ, âm k thì nó nổ k, k đấy, nổ đấy. Đó. À thế thế là cặp phụ âm thứ tư của chúng ta k, g. À thế và ở đây chúng ta có thêm một cái phụ âm cô đơn nữa. À phụ âm mà không có cặp thì giá gọi cặp phụ âm cô đơn, là cái phụ âm cô đơn, phụ âm k, k, k đấy, khờ khờ như quả khế của mình ấy. Trong từ khế này, khó khăn này đấy, ở trong tiếng Việt nó có cái cách kết hợp của chữ ca hát thì rất là ngộ đấy. Đó. À, thành là khó khăn đấy, à, quả khế đúng không đấy. À thế tương tự như vậy đây, chúng ta nhìn thấy này, à chúng ta có từ là pagoda, Pagoda. pagoda đấy. À thế em để Pagoda. ý, em để ý thấy có âm ô này, thầy đọc là a đấy, đó pagoda. À, pagoda đấy, pagoda đúng không nào đấy. À đó. À thế tiếp theo nào, à tiếp theo chúng ta có cái gì nào. À đây có bạn gì hỏi nhưng mà kệ bạn tí, thì nó sẽ trả lời, thì nó đang dạy. À, tác vụt, à, trong các từ pagoda, pagoda đấy. À, tiếp theo nào, chúng ta có từ Con comnata, comnata, là comnata ta. là căn phòng đấy, comnata. Tiếp theo chúng ta có từ agno, Acno. agno, agno đấy, Acno. agno đó là cửa sổ đấy, agno cửa sổ. À, đọc Tu. lại nào, pagoda,
Pagoda. Pagoda. Pagoda đó là gì? Chúng ta nhìn thấy cái gì nào? Pagoda. Đấy. Pagoda. Pagoda. À, âm đây đọc là O, đọc là A. Bởi vì sao? Âm O đứng trước trọng âm đọc là A. Âm O đứng trước trọng âm đọc là A. Đấy. Nên đọc là Pagoda. Pagoda. À, đây có từ Akno. Đây là âm O vẫn đọc là A. Akno. Akno. Âm O đứng đầu từ bị đọc là A. Âm O đứng đầu từ bị đọc là A. Đấy. À, đấy là, đây chúng ta đang học cái gì đây? Nguyên tắc phát âm âm O. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là nếu mà trong một từ có nhiều âm O thì mỗi nơi nó đọc một kiểu đấy. À đó. À, thế có một điều chắc chắn là gì? Âm O mà có trọng âm này rơi vào nó này thì được gọi là O đấy. Mà khờ số mà là cô đấy. Com là ta. Pagoda. À, cứ nô. À, thế vậy âm O đứng dưới trọng âm đọc là O, đúng không nào? Thế vậy thì tất cả những cái vị trí còn lại tức là gì? Không phải là đứng đầu từ, không phải là đứng trước trọng âm, không phải là đứng dưới trọng âm thì nó sẽ được đọc là ơ. Trong trường hợp nào? Trong trường hợp nó đứng trước trọng âm một âm tiết đấy. Trong trường hợp nó đứng sau trọng âm nó được là ơ. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta biết như thế nhá. Vậy thì âm ô có thể có mấy cách đọc nào? Cách đọc thứ nhất là ô. Cách đọc thứ hai là a. Nếu đứng đầu từ hoặc là đứng trước trọng âm ngay ngay trước trọng âm đấy. Cách đọc thứ ba là đọc là ơ. Nếu như mà sao? Nếu như nó đọc nó đứng xa trọng âm đấy. Không phải đứng ngay trước trọng âm mà đứng xa trọng âm. Hoặc là nó đứng sau trọng âm nó bị đọc là ơ đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ đọc là gì nào? Mơ 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 Malaco, Malaco, Malaco. Ồ. À đúng không? Ồ. Malaco, đây giáo phiên âm cho các em. Nhưng mà đừng có đọc là mơ, các bạn cười nhá. Đọc mơ, 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 rất ngắn thôi đấy. Malaco. Malaco. À đấy. Malaco. Mơ la cô đấy. Malaco. À mơ la cô đấy. Ta 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 mơ la cô, mơ la cô đấy. Mơ la cô là cái gì vậy? Malaco. Có biết là gì không? Dạ vâng. Không. Mơ la cô là sữa đấy, sữa sữa bò ấy đấy, sữa chúng ta uống ấy đấy. Mơ la cô đấy. Đó. À có từ tiếp theo là Kharasho, Kharasho, Kharasho. Kharasho thì biết rồi đúng không đấy? Rắc. À, Kharasho là gì? Nó Em. là tốt đấy, Kharasho. Đấy, Kharasho là tốt đấy. Ví dụ em đọc tốt thì giáo bảo Kharasho, Kharasho, Kharasho là tốt đấy. À, tiếp theo chúng ta có từ Dragoi, Dragoi. Em nói là Dragoi. Ra Dragoi. À, Dragoi đấy. À vui. đó. À, Dragoi, Dragoi có nghĩa là đắt. Ví dụ hàng hóa cái gì đó đắt đấy, nó gọi Dragoi đấy. Dragoi. Nhưng mà vợ chồng người ta cũng gọi nhau rồi, anh thân mến, em thân mến đấy. Dragoi, Daragaya, Dragoi, Daragaya, Dragoi, Daragaya đấy. Đó, nghe đọc Daragaya, Dragoi đấy. Đó. À đấy là vợ chồng gọi nhau là anh yêu em yêu kiểu thế đấy. Đó. Thế còn bình thường nói về hàng hóa chúng ta nói là Dragoi tavar, Dragoi product đấy. À, Dragoi izdelie đấy. À đó thì từ này nó có nghĩa là đắt đấy. Đắt. Từ ra cô À tác vụ ra Dragoi, Dragoi đấy. Đó. À thế tiếp theo nào. À như vậy vừa rồi chúng ta học cái gì vậy? Đó là chúng ta học được cặp phụ âm thứ tư g và phụ âm. Chúng ta học được ba từ mới. Pagoda. Đọc nào. Pagoda. Pagoda. Komnata. Con nạc ta. Akno. Akno. Chúng ta có thêm một từ nữa. Jima. Tima. Jima. Jima là thời tiết đấy. Jima. À. À, Jima là mùa đông đấy. Thời tiết là Pago đấy. Jima là mùa đông. Jima. Jima. Jima đấy. À đúng không? Tima. Jima đã. Jima. À thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp một cặp phụ âm nữa nào. Là cặp phụ âm thứ năm. À lúc đầu thì giáo nói là gì? Có mấy cặp phụ âm tất cả trong tiếng Nga? Dạ, 6 cặp. 12. 6 cặp đấy. 6 cặp là 12 âm đúng không nào? Đấy. À 6 cặp là 12 âm. Bây giờ chúng ta sẽ xem cặp gì đây nào? À Dạ. cặp z đấy, z. À đúng không nào? Đấy. Tạc, chúng ta xem Dạ. cặp z. À chúng ta có âm gì đây? À Dạ. chúng ta có âm và âm z z z. À z z. À đúng không? Tắc. À đó. À thế đâm âm này phát âm giống âm s, 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 s,
sờ nhẹ trong tiếng Việt đấy, đấy. Đây là âm d d à, chỉ giống chữ d đấy, d d đấy. À chúng ta đọc nè, zvuk zvuk, nói nè, vuk zvuk. À đó, zvuk là âm thanh, âm thanh đấy. À chúng ta có từ thứ hai, áp. À đây là áp, viết là áp v nhưng đọc là áp áp aftobus 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 đấy. Aftobus là cái ô tô buýt, aftobus đấy, aftobus. À đấy, xuất phát từ hai từ apto và xuất phát từ cái từ bus ở trong tiếng Anh đấy. À tiếng nó viết nguyên sang tiếng Nga là thành bus đấy, bus. Cho nên là gì, nhiều khi chúng ta nói tiếng Nga thì người ta lại cứ tưởng mình nói sai tiếng Anh đấy. Đó, ví dụ như là kartoshka free free, free là khoai tây chiên ý đấy. À, vào nhà hàng đi với người Nga nói là kartoshka free thì người ta nghe thấy mình nói cái từ free là người ta tưởng mình nói sai tiếng Anh. Tiếng Anh phải nói là gì, fry đấy, fry. À đó, thì người Nga người ta viết sao đọc vậy, cho nên là người ta sẽ đọc đúng như vậy. Đây giống cái từ bus, bus đấy. À tiếng Anh đọc là bus, bus. Đây là của bus, bus đấy. Đó. À em xem bạn Thanh, bạn Ngô Thanh bạn nói gì nhá. Так. À, так. Хорошо, đợi tí nhá. À хорошо, chúng ta sẽ xem tiếp nào. À như vậy là nhà bạn bị mất điện, bạn không học được đấy. Đó. À tiếp theo nào. À chúng ta có từ zoned. Zoned. Zoned là cái ô đấy. Zoned. Zoned. Đấy. Zoned. Đọc là em đọc nào. Zoned. Zoned. À có âm tở đấy, zoned đấy. À tiếp theo chúng ta zoned. Có từ musica. Musica. Musica đấy. Musica. Musica. Musica đó. Musica. Musica là âm nhạc đấy. Musica là âm nhạc. Tắt. À đúng rồi. Music. Musica đấy. Musica. Musica. À, musica là âm nhạc. Tiếp theo nào. Zavod. 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 Zavod là gì nào? Nhà máy đấy. Zavod là nhà máy đấy. Đúng không? Tác bột. Đây này, nhà máy là hình ảnh này đấy. À đây chúng ta có cái gì nào? Âm d d d là âm hữu thanh, đứng cuối từ bị đọc thành âm ch ch. Zavod. Zavod đấy, không đọc Zavod, đọc Zavod. Zavod đấy. Zavod. Zavod. Đã. Tiếp theo nào, có từ magazine. À em nghe thấy giáo đọc là m, thầy giáo cũng đọc là ma, đọc là m. À magazine, magazine đấy. À người Nga người ta cũng đọc như vậy, chẳng qua là nếu mà em hỏi người Nga bảo chữ này đọc gì, người ta sẽ nói là ma đấy, nhưng đến khi người ta đọc lại đọc thành m đấy. Đấy. À bởi vì sao, người ta đọc nó nhanh em chưa, nhanh, nó ngắn gọn, nó bị gọi là nhược hóa là âm thanh đấy. À, suy giảm âm thanh đi cho nên là nó thành âm ơ trong tiếng Việt đấy. Nhưng đọc magazine, 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 magazine. À, em đọc là magazine. Đấy. Magazine. Đúng rồi, đấy. Magazine. À chúng ta tiếp theo có từ vystavka. À đây chúng ta lại nhìn thấy âm v đứng trước âm k đấy. Ở đây trên này là âm v đứng trước âm t. T vô thanh. Âm v đứng trước âm k. Âm k. Còn là cũng vô thanh. Vậy thì nó bị biến thành âm f. 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 Em nhỉ? Đây biến thành âm f. Đó, em đọc nào, Vistavka. Vistavka. À đúng rồi, tuyệt vời lắm. Đấy, em đọc tốt. Đấy, Vistavka. Vistavka. Hết số. À nhưng bây giờ chúng ta đọc lại nào. Zvuk. Zvuk. Nghe nào. Dạ. Tiếp theo đấy. Nào, tiếp theo. À như vậy là gì nào? À ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái gì nào? À vừa rồi chúng ta nhìn thấy là cái cách phát âm của cái âm này đấy. Âm v. V là hữu thanh đứng trước vô thanh. Nó bị biến thành gì? Bị biến thành vô thanh đấy. À, vậy thì chúng ta có định nghĩa là gì nào? Phụ âm hữu thanh khi đứng trước phụ âm vô thanh thì nó biến thành phụ âm vô thanh. À đúng không? Phụ âm hữu thanh v khi đứng trước phụ âm vô thanh thì nó bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng trong cặp v. Đấy, autobus đấy, thấy chưa? Đó. À thế bây giờ tương tự như vậy đấy, ở đây này, phụ âm hữu thanh v đứng trước phụ âm vô thanh thì nó bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng trong cặp là phụ âm f, đọc thành stav với stav cả đấy. À nguyên tắc thứ nhất là gì, hữu thanh mà đứng cuối từ thì bị biến thành vô thanh, chúng ta học rồi đấy, ở ngay đầu ấy rồi đấy. À bây giờ trường hợp thứ hai là gì, hữu thanh đứng trước vô thanh thì bị biến thành vô thanh. À bây giờ ngược lại,
Bây giờ vô thanh mà đứng trước hữu thanh thì nó lại đi biến thành hữu thanh đấy. À, ví dụ đây chúng ta phụ âm này, đờ đờ là hữu thanh đúng không nào, dru gầm thì nó không đọc là dru gầm, sẽ đọc là z dru gầm, z dru gầm, z dru gầm đấy. Thấy chưa? À thế vậy thì đi cặp với z đấy. À hữu thanh, à, vô thanh đứng trước với hữu thanh đ thì bị biến thành hữu thanh trong cặp là z, đọc là z dru gầm, z dru gầm. À thấy chưa nào, thấy chưa đấy. Đó thế vậy thì cho đến đây thì em đã học xong toàn bộ về cái kiến thức phát âm hữu thanh vô thanh. Kiến thức thứ hai là gì? Kiến thức thứ hai là phát âm âm ô ở trong tiếng Nga đấy, trong từ. À, ô đứng dưới trong âm đọc là ô, đứng trước trong âm đọc là a, đứng đầu từ đọc là a, đứng những chỗ khác đọc là ơ đấy. Đó. Và kiến thức thứ ba là gì? Là kiến thức có trọng âm. À, trọng âm, âm tiết là có trọng âm được đọc nặng hơn, kéo dài hơn. Musica. Sa vột. Ra vột. Dạ. Đấy, ra vột. Autobus. 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 Magazine. Magazine, trọng âm rơi vào zin. Magazine, trọng âm rơi vào vư, vư tập cả. Vư tập. Đấy. Vư tập. Đấy. Đó, tác vụt. À như vậy chúng ta đã học được đến đây là xong toàn bộ 5 cái 5 cái cặp phụ âm hữu thanh vô thanh rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem phụ âm r. Phụ âm r đó là phụ âm số 21 của chúng ta đấy. À phụ âm số 20 của chúng ta, phụ âm r r. À tức là chữ cái số 20. À em nói thử nào, r r r. R đấy. À chúng ta có từ druk. Druk. Padruga. Padruga. À đúng rồi. Padruga. Em nói em âm r rất tuyệt vời đấy. Đó. À các bạn ở Thái Bình này, Nam Định này, Hải Dương này, các bạn phát âm cái âm R này tốt này, âm chờ tốt, chờ chờ, âm R, âm R, âm chờ. Và còn một âm nữa, các bạn nói rất tốt đấy. À đó, khi các bạn nói tiếng Nga nó rất hay đấy. Đó. À rất nhiều em không nói được cái R này, nói khổ nói sở luôn không nói được đấy. Cứ nói thành âm giờ thôi đấy. Đó. Cho nên là cho đến thời điểm này thì em tất cả những cái âm khó trong tiếng Nga em đều nói được rồi. Duy nhất còn một cái âm L mềm nữa, đến cuối cùng chúng ta mới học thì mình sẽ kiểm tra xem là khả năng em nói cái âm L mềm đến đâu. Nếu em nói được cái âm L mềm nữa thì tiếng Nga của em sẽ rất hay đấy. Tác vụt. Chúng ta có từ karta. 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 Gorat. 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 Đấy. Gorat. À Gorat là thành phố đấy. À đây chúng ta nhìn thấy có âm gì nào? À âm đ, d, đứng cuối từ bị đọc thành âm. Đấy. Gorat. 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 Đấy. À đó, tiếp theo nào. Sport. 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 Sport thể thao đấy. Sport. Sport. Tiếp theo nào. Brat. 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 Brat là anh em trai, anh em trai đấy. Tiếp theo nào. Sistra. Sistra, sistra là chị em gái, sistra đấy. Raskas. Raskas. Raskas, raskas đó là một câu chuyện đấy. Raskas. Raskas, chúng ta nhìn thấy đây có âm giờ. Âm giờ đứng cuối từ đấy. Âm giờ đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm đấy. Đúng là giờ. À thấy chưa đấy. À ta khá rất sâu. Tiếp theo nào. À như vậy đến đây chúng ta đã học xong phụ âm r. À chúng ta sẽ sang tiếp tác phụ âm số 21 đấy, chữ cái số 21 của chúng ta, phụ âm l l l. À chữ l này trong tiếng Việt thì dễ nói rồi đấy. À, dễ nói. À, nếu như nó đứng ở đầu từ đấy, chúng ta có từ lampa. 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 Đấy, là cái đèn đấy. Nhưng mà nếu nó đứng lampa cuối từ thì hơi khó nói một chút đấy. À, nếu nó đứng cuối từ chúng ta phải nói là gì nào? Stole. Em nói nào. Stole. 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 L, l. Stole. Đấy. À đó là cái stole, cái bàn. À cái ghế nào? Stool. 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 Đấy. À đó. À tiếp theo nào. Lượt. Lượt. Nước đá. Lượt. Lượt. Đấy. Lượt. Lượt. À đây chúng ta nhìn thấy có đây là có nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi chúng ta chưa học. Nhưng mà nó gồm có i o i o đọc là yo. Yo. Yo đọc là lượt.
Liot, Luật. liot, đúng rồi đấy. Liot, liot đấy. Đó, liot. Luật. À, tiếp theo chúng ta có từ limon. Limon, Limon. limon là quả chanh đấy. Limon. Limon, limon đấy. Limon. Class. Class lớp học. Class, class. Blood, blood, Blue. blood là một món Blue. ăn đấy. Blood, blood, âm u, Blue. blood. Chúng ta có từ clone. Clone, Lô. à mà anh chẳng hề clone, chữ n cuối đấy. À có từ salad, salad, Salad. salad là món Salad. món salad đấy. Salad, salad. À tiếp theo nè, Luna, Luna. Luna, Luna đấy. Luna. Luna là gì nào? Là mặt trăng đấy. À ở đông băng Mặt nhìn mặt trăng. trăng, nhìn nhìn mặt trăng lên trăng rằm lên to lắm đúng không đấy? Có phải không? À? Dạ. Ở đồng bằng ở nông thôn đồng bằng khi mà đêm 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 trăng rằm ấy, các em có bao giờ ngắm trăng lên không? Dạ có trăng to. To đúng không? Đấy. Đấy, đó là điều mà ở trên miền núi là khó hiếm hiếm thấy được đấy. À, ở miền núi phải đợi nó lên trên ngọn núi thì lúc đó mới nhìn thấy trăng đấy. Đó, tác vụ. À, ta khá show. Tiếp theo chúng ta có từ là gì nào? Vilka. 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 À, tiếp theo nào. À Vilka. bây giờ à, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một chút nào. Lampa. 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 Stone. Tối. Stone. Tối. Lượt. Luật. Limon. Limon. Glass. Class. Blue. Blue. Clone, Clone. salad, Salad. Luna, Luna. Vilka, Vilka. Vilka đấy, Vilka. Vilka. À, Vilka, хорошо. À, đến đây chúng ta thấy đó là chúng ta đã học xong chữ cái số 21, chữ cái số 22 nào. Đấy. À, chữ cái số 22. Đó là chữ cái t. Nó gồm có hai âm t và s đấy. Đó. À, chúng ta có từ center. Center, center đấy, center, center, center đó là gì? À, đó là trung tâm thành phố đấy. Từ thứ hai, circ, 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 à circ đó là rạp xiếc đấy. À, âm y này chúng ta đọc là ư, circ, circ đấy. Senna, senna, senna là giá cả đấy. Senna, senna là giá mặt hàng nào đó đấy. Senna. Tiếp theo là Sviet. Sviet, Sviet, Sviet là màu sắc đấy, màu sắc. Concert, concert, Việt. concert đó là một buổi hòa nhạc. Concert đấy, một buổi ca nhạc đấy. Svetok, Việt Svetok, tục. Svetok đấy, Việt tục. Svetok. Stancia, Stancia, Tan. Stancia đó là một cái ga tàu đấy, ga tàu. Tác, à tác. À tiếp theo cũng có thể là Stancia đó là một ga. À, ga tàu điện ngầm cũng gọi là stancia. Đọc nào. Stancia. Tan Stancia. thể âm No. cái chữ ra cuối cùng đọc là A ạ. À, chữ gì em? Chữ ra ở cuối cùng nghe ạ. À, đây là đọc là ya, không đọc là ra, đọc là ya. Đấy, Stancia. Stancia. Tan. Stancia. Stancia. Em đọc nào. Stancia. Đây này đọc này. Tan. Đọc giống như thầy giáo phiên âm cho em đây này. Stancia. Stancia, đọc đi. Stancia. À đó, đúng rồi đấy, là Stancia. Đọc dễ mà cái gì nó khó thì giáo mới dừng lại, còn không có là dễ. Ví dụ cái từ circ hơi khó một chút đấy. Circ. 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 Circ, dọc xiếc, circ đấy. À có từ center. Center. Xem. Từ bé được đi xem xiếc bao Dạ giờ chưa? rồi. Xem ở đâu? À, ở chỗ em cũng có. À, tức là người có gánh xiếc về hả? Người ta gọi là gánh xiếc. Cái tức thực chất là một đoàn xiếc đấy, họ về họ biểu diễn đấy. Circ, circ đấy, circ. À đó. Tác vụt. Chữ chữ R ở cuối khó đọc quá. R, circ, circ, circ. Circ đấy. Đó. À, circ, circ đấy. Đó. À đó.
À em nói rồi nghe em rất hay đúng không? Đấy. Đấy. Mình để ý các bạn ở ở Thái Bình này, ở Hải Dương này, các bạn nói được cái chữ R đó. Đấy. À, rồi rồi đấy. Đó. Nghe rất ngộ đúng không? Đấy. À, tạc. À, хорошо. Tiếp theo nào. À, đó là chữ cái của chúng ta, chữ cái số 22 rồi đúng không? À 22. À, bây giờ chữ cái số 23 này, đây là chữ cái số 23 này. Đấy. À đó. Chữ cái số 22, đây là chữ cái số 23 của chúng ta, đó là chữ y ngắn đấy. À thực chất ra nó là phụ âm y. Phụ âm y. À chữ cái số 23 chính là chữ số 23 đấy. Đó. À ta gột à phụ âm y. À tác. À phụ âm y nó đọc như thế nào? À, nếu như nó đứng trong từ đấy. À thì nó đọc là ví dụ cái từ này, mai cả. Mai cả. Mai cả. À đấy, nó Mai. giống như y m a mai. Mai cả. Mai cả. Mai cả là cái áo Mai. mayo đấy. Tram vai. Tram Ram vai. vai. Tram vai Ram đấy. vai. Tram vai là cái tàu tàu điện đấy. Tàu điện. Đây nó có cái cần này nó nhấc lên chạm vào dây điện này lấy điện xuống để nó chạy đấy. Đó. Tram vai. Tram vai. Tram vai này đây các em ở Việt Nam các em chưa bao giờ nhìn thấy đâu. Đấy. Sang Nga mới nhìn thấy đấy. Tram vai. Tram vai đấy. Ram À vai. có màu này, xi nhỉ. Xi nhỉ. Tin. Xi nhỉ. À đây bên này, xi nhỉ. Xi nhỉ. Xi nhỉ. Xi nhỉ xuyệt. Xi nhỉ. Đấy. À tiếp theo chúng ta có từ mu dê. Mu Mu dê. dê. Mu dê. Mu dê là bảo tàng đấy. Mu dê. Mu dê. Mu dê. À đọc lại nào. Mai cả. Mai Mai cả. cả. Tram vai. Ram vai. Xi nhỉ. Tin nhỉ. Mu dê. Mu dê. À đó, thế bây giờ chúng ta xem chữ cái số 24 25 đó là cặp phụ âm cuối cùng của chúng ta đấy. À cặp phụ âm cuối cùng của chúng ta nó gồm có âm à âm sờ này các em cũng sẽ các em cũng sẽ nói được. À đó, nhiều người không nói được cái âm sờ này. Đấy, âm này là âm sờ nặng. Đó. Đấy. Đó. À em thử cái từ Đó. từ câu sơ ca lạp sơ 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 ca Đó lạp là sơ chữ ca là sơ ca lạp sơ ca lạp sơ là là chữ ca là có âm đứng âm đờ đứng cuối cùng thì đọc thành âm đấy sơ ca lạp. À chúng ta có chữ từ ca à chúng ta có từ khờ là Crash. rát sô đó âm sờ em nói rất tốt đấy. À đó à tiếp theo có âm r r r r r r làm hữu thanh đấy r. À chúng ta có từ u rẻ u rẻ u rẻ u rẻ trọng âm rơi vào e u rẻ u rẻ đấy. À u rẻ là đã mua đã học rồi đã ngủ rồi đấy đó. À chúng ta có từ tô rẻ tô rẻ tô rẻ là cũng đấy tô rẻ tô rẻ. Tôi gì À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái từ mới liên quan đến hai cái âm này nào. Trong hai cái âm này đây âm số 24 25 đấy. À chúng ta 25 25 âm này. Đây là 24 25 chúng ta đánh dấu rồi nhé. À đấy, chúng ta sẽ đánh dấu nó vào đó là âm 24 và 25 mốt tả vật đấy. À đó. Không có lại bảo là thầy giáo dạy em thiếu từ đấy. Tá. Хорошо. Đấy. Đấy. À chúng ta có từ này. Scarf. Scarf. cáp Scarf là cái tủ đấy. cáp Scarf có âm cáp scarf scarf đấy. cáp Machine này, machine machine à này, machine này là cái ô tô đấy. Machine này, journal à journal journal là quyển tạp chí đấy. Journal này journal u journal nào journal. Chúng ta có từ karandash cơ Rand dash, karandash, Randash. karandash đấy. À em nhận thấy là gì nào? Randash. Thầy giáo dạy em, thầy giáo dạy hơi nhanh một chút đấy, đấy. À bởi vì khả năng tiếp thu của em được mà, đấy. À có khi ví dụ như là thầy giáo nhận thấy mà em khó tiếp thu thì nó sẽ dạy chậm hơn nhiều đấy. Đó. Tác vụt. Chúng ta có từ karandash, karandash, karandash Randash. đấy. Chúng ta có từ đọc thử nào, tự đọc nào. Su bà. À đúng rồi, suba. Suba. Su bà. À suba, suba là cái áo lông đấy. Suba. Em có áo lông không? Dạ có Có, áo lông con gì đấy?
Em biết chắc là Lông thỏ hả? Đấy. Super. Có lông thỏ không? Hay là lông nhân tạo? lông nhân tạo À, lông thế. nhân tạo hả? Đấy. À, khá số. Super. Super. Đấy. À, mùa này mới mặc được áo lông đúng không? Đấy. Dạ. Đấy. Cũng phải hôm nào mà hơi nóng nóng tí phải cố mặc cho nó đẹp đúng không? Đấy. Cố diện đúng không? Đấy. Không có hết mùa đông rồi. Đấy. Đấy, khá sâu. Chúng ta có từ the the jinsi. À, âm y thì chúng ta đọc là ư. The jinsi. Jinsi. Dân Jinsi, đấy, jinsi là quần bò, đấy. À, có từ tiếp theo nào. sự Druzba. Ru Druzba, Druzba, Druzba. À, Druzba. Đó là tình bạn, Ru tình hữu nghị đấy. À, tiếp theo là chúng ta có từ Jenna. Em Jenna, là Jenna là cô vợ. Jenna, Jenna, đấy. À, có từ Em Moose. là Moose. Mút Moose là chồng, Mút đấy. Chúng ta nhìn thấy có âm r, âm r, âm r. Âm r này là gì nào? Âm r này đó là âm đứng cuối từ. Cho nên bị đọc thành âm sh. Moose. Mút Moose. Đấy. À, tiếp theo chúng ta có Mút từ nose. Nốt Nose. Nose. Nốt Nose là con dao. Nose cũng r này cũng bị đọc thành s đấy. Nose. Từ này cũng vậy. R này cũng bị đọc thành s bởi vì sao? Đứng trước phụ âm vô thanh đấy. Loska. 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 Đấy. Loska. Loska không đọc là Loska, đọc Loska, Loska đấy. Và có từ Vilka. Vil, Vilka. Vilka, Vilka, Vilka là cái gì đấy? Vilka. Chocolate. Vil. Chocolate. Chicago. À đó. Tiếp theo nào. À tiếp theo chúng ta sẽ xem. À, chúng ta sẽ xem tiếp. À, chữ cái của chúng ta. À, đó là chữ cái gì nào? Tác. À, tác ở đây nó hơi bị chạy lên trên. Cho nó từ xuống chút nhé. Vột. Vột tạc vào đây. Đó. Ai ho đây? À, khá show. À, ở đây chúng ta sẽ xem bốn chữ cái. Hôm nay chúng ta có 25 rồi. Bây giờ 4 sẽ là 29 này. Đấy. Thế là 29 chữ cái của chúng ta. 29. Đấy. Đó. Tạc ra đánh dấu này. Đó. Đấy chứ. Vột tạc. À, chữ cái I, A đọc là ya. Ya. Yeah. Ya. Chữ Yeah. cái I, O đọc là Yeah. yo. 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 Yo đấy. I, Yo. U đọc là you. 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 You đấy. Chữ You. cái I, E đọc là You. ye. Ye Yeah. đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có từ nào. Giúp cả. Giúp cả. Đó, đúng rồi, em đọc chuẩn luôn, cứ như là người Nga đấy. Đọc là giúp. À, em nhìn thấy âm b đứng trước k, bị đọc là giúp. Giúp cả, giúp cả, giúp cả. Không đọc là giúp bờ ca, đọc là giúp cả, giúp cả. Đấy. À, có từ thứ hai nào. Từ thứ hai ở đây có âm ye nhưng mà nó bị đọc là y, bởi vì sao? Nó không có trọng âm rơi vào, nó bị đọc nhược hóa thành y. Ida. 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 Đấy. Ida. Ida. Ida là Ida. Đấy là Ida. Thực chất người Nga người ta nói hơi có y một chút đấy. Ida. 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 Đó là đồ ăn. Đấy. Đồ ăn. Ida. 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 Đấy. À, tiếp theo là chúng ta có từ Yama. Yam. Yama. Yama là cái hố đấy. Cái hố. Yam. Cái hố to hố bé gọi là Yama. Ổ voi, ổ gà, ổ chuột đấy. À, Yama. Yama. À, Rasiya. Yam. Có từ Rasiya. 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 Yam. Em nói nè. Rasiya. Rasiya. Đà, Rasiya là nước Nga đấy. Rasiya, nước Nga đấy. Inot. Rasi. Inot. Inot. Inot, inot là Inot. con gấu mèo đấy. Inot đây em thấy yen đâu là y đấy. Chúng ta có từ miot. 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 Miot, miot là mật ong đấy. Miot. Miot. Có nhớ nước đá là gì không? Nước đá là Liot, ai? liot, Nhưng liot, liệt. liot đấy. Liot, miot giống nhau đúng không nào? Đấy. Một đằng là L, một đằng là M đấy. À đó, đó là bốn chữ cái là thành 29 rồi, 30 nào. À đó, chữ cái tiếp theo chỗ chữ cái số 30 của chúng ta đó là chữ cái sh. Sh này sh mềm, sh mềm đấy. Sh mềm nó đọc như thế nào? À, shika. Shika, Chica. shika là má. Shika, shuka. Chica. Shuka, Ruka. shuka. Ruka. Sh, shuka đấy. Ruka. Isho. Isho, Isho. isho, isho là con đấy. Shuka. Suốt cả. Shoot cả là là cái bàn chải đấy. Shoot cả. Si. Suốt cả. Món này đọc là si.
Si Gì? si là bắp cải muối chua xong nấu thành canh đấy. Nấu canh bắp cải chua với Si. lại xương hầm đấy, xương hầm khoai tây đấy. Thành là món si, khoai tây cà rốt đấy. Si đấy. Món thứ hai là món nếu mà không không cho bắp cải chua mà lại cho củ củ dền đấy, củ cải đỏ đấy. Thì nó thành món gọi là borscht. 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 Bò. Borscht đấy. Đây chẳng qua là thầy Bò. đã giới thiệu em để biết cái món ăn thôi, chứ còn các em cũng chẳng phải dùng đến nó. Các em có ăn cái này bao giờ đâu. Đấy. Đó. Sang Nga thì mới có cái này để ăn đấy. Thế còn ở nhà thì có mấy khi em nấu cái này đấy. Borscht. Si. Borscht đấy. Đó. Bò. Vieschi, chúng ta có từ này hay dùng này. Vieschi. 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 Vieschi đó Vieschi. là gì nào? Vieschi đó là đồ vật đấy. Đồ vật. Vieschi. 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 Vieschi đấy. Vieschi, đấy là chữ cái số 30 đấy. 30 chúng ta tách quật. Bây giờ chúng ta sẽ xem chữ cái số 31. Chữ cái số 31 của chúng ta đó là chữ cái ch, ch, giống chữ TR tre đấy, cây tre đấy. Chăn trở, chúng ta có từ chăn trở đấy. Đó. Đó là chữ cái TR. Chúng ta có từ ruchka. Ruchka, Ruchka. ruchka đấy. Ruchka. Ruchka, ruchka. Ruchka là cái bút và là cái tay nắm cửa, gọi là ruchka đấy. Ruchka. Uchebnik. Uchebnik. Gì? Uchebnik là quyển sách giáo khoa đấy. Ruchka. Uchuanui. Ruchka. Uchuanui. Uchuanui đó là nhà bác học đấy. Pochta. Chuyên Pochta. post Pochta là gì nào? Đó là bưu điện đấy. Pochta. Check. Check. check Check. check Check đó là tờ hóa đơn đấy. Uchenik. Uchenik. chuyên gì Uchenik đó là cậu học sinh đấy. Dacha. 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 đa Dacha đó là gì đa nào? Đó là nhà nghỉ ngoại ô đấy. Nhà vườn, nhà nghỉ ngoại ô đấy. Đó, chúng ta đọc lại nào. đa Ruchka. Ruchka. Uchebnik. Uchemnik. Uchuanui. Uchunni. Uchuanui. Dacha. 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 Uchenik. Dacha. Uchenik. Uchenik. Check. Uchenik. Check. Check. Pochta. Check. Pochta. Posta. Thì đến đây chúng ta Posta. thấy là gì? Chúng ta đã học xong là toàn bộ 31 chữ cái rồi. Đấy, chữ cái này của chúng ta đó là chữ cái số 31. Nhưng mà thầy giáo bảo là gì? Trong tiếng Nga có 33 chữ cái cơ mà. Đấy. Thế vậy thì hai cái chữ cái còn lại nó là cái gì vậy? Đó là hai cái dấu đấy. Hai cái dấu nó chả chúng ta không phải đọc nó. Đây là dấu cứng này. Dấu cứng là chữ cái số 32 đấy. Khi có dấu cứng thì ở trong từ chúng ta đọc. Thực chất ra thì những cái từ mà có dấu cứng này rất là ít, cho nên là các em không cần quan tâm đến nó lắm đấy. Chúng ta có từ duy nhất mà chúng ta cần phải đọc đó là từ âm biếp lìa nhỉ, áp biếp lìa nhé đấy, âm biếp lìa nhé. Thầy giáo hướng dẫn em ở trong trong cái video thứ hai mà thầy giáo gửi cho em ấy, nó rất là kỹ đấy. Đó, nhưng trên thực tế thì thầy giáo đánh giá rằng là gì, chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến nó đâu đấy. Đó, chúng ta chỉ cần biết thôi, biết là cái thế nào là dấu cứng đấy. Đó, thế và nó có một cái nữa gọi là dấu mềm. Dấu mềm đấy. Dấu mềm là cái gì? Dấu mềm nó làm mềm hóa phụ âm. Đó, dấu mềm này thì bây giờ thầy giáo sẽ hướng dẫn em đọc một chút nhé. Đó, dấu mềm này khi chúng ta muốn nói dấu mềm thì chúng ta sẽ phải phát âm chữ ly, l i đấy, dấu mềm với l đấy. Chúng ta sẽ nói chữ ly, ly, ly. Em nói nè, ly. Thế bây giờ em để ý nhé. Nếu mà em nói thế này em sẽ nói đúng này. Khi mà em muốn nói chữ ly thì em sẽ thè cái đầu lưỡi ra đấy, thè cái đầu lưỡi ra và em kẹp vào giữa hai hàm răng này đấy. Em nói nè, l, đúng không đấy, để lưỡi ra đúng không nào. Cảm tưởng như là cái răng bên dưới này đỡ lên cái lưỡi này, cái răng bên trên kẹp vào cái đầu lưỡi này, l đấy, đúng không? Đúng không đấy, có phải vậy không đấy. Thế bây giờ em nói nhé, em nói nè, ly, Đi. ly đấy. Đi. Ly đúng không nào. Bây giờ không nói chữ ly nữa, bây giờ không nói chữ ly nữa, em nói l, l, Đi. l, l, Đi. l, 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 l đấy, kiểu thế đấy, l, l đấy. Đó, thế bây giờ em sẽ nói từ này giữa thầy giáo này, palima. 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 Palma. Đấy, tuyệt vời luôn đấy. Em nói từ thứ hai nào, Palma. từ thứ hai nào, polika. Polka. Polika. Lì, lì. Polka. Polika. Polika. Polka. Polika đấy. Đó. Polka. Polika.
Palima. 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 Ta. Đó, đấy. À như vậy em nói được cái âm L mềm này đấy. À đó là rất tuyệt vời. Thế là các âm L cứng thì sao nào? À chúng ta có cái từ pol. À ở đây sẽ không, lưỡi sẽ không không đưa ra bên ngoài giữa hai răng này nữa, mà lưỡi sẽ cong lên trên vòng khẩu. Polka. 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 Đó là cái giá sách. Polka là cái giá sách đấy. Thế còn nếu nói mềm, L mềm ấy, poli, polika, polika thì lại là polika, lại là điệu nhảy polka đấy, điệu nhảy của người Ba Lan đấy. À đó, bây giờ chúng ta thử thử nói nào. Palima. Palima. Đúng rồi. Polika. 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 Đã. Bây giờ có từ này. Skolika. Skolika. À đó. Skolika. 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 Skoli. Skolika. Skolika. Đấy. À đó, em nói cái từ Palima này nghe rất hay đấy. À rất là hay, rất là chuẩn rồi. Đấy. Đó. Thế như vậy là gì? À nếu mà có âm L mà đứng đằng sau giống mềm thì nó mềm hóa cái âm L đó. Âm L mà đứng sau chữ âm thì nó làm mềm hóa cái âm tời, đọc thành âm ch. Mát. 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 Đấy. Đây là mát. Đó. Mát. À thế còn đứng đằng sau âm R này nó vẫn bình thường, chứ nó đọc nó có hay không có nó đọc như nhau. Slavar. 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 Đấy, Slavar. Đấy. Slavar. À đó, Slavar là quyển từ điển. À mát là nước chiếu hết ở trong khi chơi cờ tướng. Mát. À người ta nói mát có nghĩa là chiếu hết rồi. Hết đấy. À, ăn mất tướng rồi, đấy gọi là mát đấy. À con từ mát. Mát. Mát có nghĩa là bà mẹ. Mát. Mát đấy. Palima là cây cọ. Palima. Palima đấy. À có từ simmya. Sim đọc là sim, 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 sim mẹ đấy. À từ này chúng ta sẽ đọc như sau. À từ này chúng ta sẽ đọc như sau nhá. Chúng ta sẽ đọc là sim mẹ đấy. À đó, chúng ta sẽ viết thứ năm như em nhé. Sim mẹ. Ồ, xin lỗi em. Sim. Sim. Mẹ. Sim mẹ. Sim mẹ. Sim mẹ đấy. Em nói đi, sim mẹ. Xin mẹ đấy, xin mẹ, xin mẹ đấy, xin mẹ đúng không nào, xin mẹ đó là gì nữa, đó là gia đình đấy, xin mẹ là gia đình. Pa này mà là cây cọ, cây cọ đấy. À khi em học ấy, em xem lại video, tí thầy giáo sẽ gửi video này cho em xem lại, và em sẽ phải lấy cái gì nào, lấy quyển vở của em ra và em sẽ ghi từ nhé. À, trong mỗi một bài này có bao nhiêu từ, mỗi một trang có bao nhiêu từ, em phải ghi hết bấy nhiêu từ ra nhé. Nghĩa của nó như thế nào giáo giải thích hết cho em rồi đấy. Đấy. Đó. Mát nước chiếu hết. Mát bà mẹ. Palima là cây cọ. Simya gia đình đấy. Slavar. Slavar. Slavar là quyển từ điển. Slavar đấy. Pult. Pult là cái điều khiển. Pult cái điều khiển tivi đấy. Pult. Pult. Billo. Billo. Billo là đồ lót đấy. Đồ lót chúng ta mặc đấy. Billo. Billo đấy. À, đồ ga chải giường người ta cũng gọi là billo. À, đấy. Đồ ga chải giường, chăn ga gối điện chải giường người ta gọi là billo. Billo đấy. Polika. Polika là điệu nhảy polka hay là cô gái người Ba Lan cũng gọi đấy. Nó có hai nghĩa. À đấy. Polika có nghĩa là cô gái người Ba Lan. À, polka đó là cái giá sách. Polka đấy. Tác của Polka. Polka đấy. À thế như vậy đến đây thì ngày hôm nay chúng ta đã học hết cái gì rồi nào? Chúng ta đã học xong toàn bộ về bảng chữ cái tiếng Nga đấy. Đó. À thế như vậy là hôm sau thì khi mà truy cập vào em chỉ cần có mặt thôi thì giáo sẽ gọi thì là em sẽ nghe thấy đấy. Krasov đấy. Đấy. Dạ. Krasov. Lát nữa bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. À cảm ơn em và hẹn gặp em trong buổi học tới. À, hôm nay là thứ ba chúng ta sẽ học vào thứ năm đấy. Đấy. Dạ. À хорошо, ладно. À em nhớ xem video là một này, thầy giáo gửi video cho em này. Bây giờ thầy giáo sẽ đăng video và thầy giáo sẽ gửi cho em này. À thứ hai là gì? Khi em xem lại video thì em phải viết tất cả từ mới ra nhé. Đấy. Thế và bây giờ thầy giáo sẽ gửi cho em một cái bảng chữ cái viết tay tiếng Nga. À thầy giáo sẽ mở cho em xem nhé. Em nhìn thấy chưa nào? Đây là bảng chữ cái viết tay đấy. À cái chữ viết này, ví dụ chữ D này viết như thế này, nhưng chữ viết tay nó lại như thế này. Đấy.
À đó, chữ tờ viết thường, viết in như thế này, nhưng chữ viết thường đấy là như thế này. Đấy. Thế vậy thì khi mà viết từ mới thì em phải viết bằng chữ cái viết tay. Có nghĩa là mình đối chiếu với cái bảng này mà mình viết bằng chữ cái thường này ra. Đấy, không được viết cái chữ in nhé. Đó, rất là sốc. Nhất trí chưa nào? Đấy. Dạ. À thế nhé. À thế bây giờ thì sẽ gửi ngay cho em cái bản chữ cái viết tay này. Đó. Ta thì nó sẽ gửi vào nhóm này. Đó, để cho bạn Thanh cũng sẽ nhìn thấy này. Đó. Thế và các em sẽ tập viết nhé. Đó. Thế và tí nữa thì giáo cũng Dạ. sẽ gửi video cho em vào trong cái nhóm này đấy. Đó. Nhóm này của em là nhóm Ngô Thanh Nguyễn Dung đấy. Đấy. À thì cảm ơn em và Dạ. hẹn gặp em trong bài học tới. Spasiba, rất xin đại nhé. Dạ, em chào thầy ạ. À, rất xin đại nhé. Baka. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.